Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát kiểm tra của Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hưng Yên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo ủy ban và các ban của Quốc hội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã quán triệt triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đúng quy trình, bảo đảm về thời gian, tiến độ các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên được bầu là 7 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu là người địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 53, cấp huyện là 323 và hơn 4.000 đại biểu cấp xã. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, đã thống nhất giới thiệu 10 đại biểu cư trú tại địa phương ứng cử bầu đại biểu Quốc hội, 106 người ứng cử bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 618 người ứng cử bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 7.771 người ứng cử bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tất cả đều đảm bảo theo quy định. Đến nay có 31 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Hiện đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Theo kế hoạch, đến hết ngày 19 tháng 3, 100% các đơn vị cấp huyện, xã sẽ tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế, thông tin tuyên truyền, phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai đồng bộ sâu rộng và toàn diện qua nhiều hình thức, đa dạng và phong phú. Việc chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc. Tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn giám sát của Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số nội dung như việc chuẩn bị các phương án bầu cử gắn với phòng chống dịch COVID-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế chuẩn bị cho cuộc bầu cử, thành phần cơ cấu, đảm bảo số dư người ứng cử, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hưng Yên. Đây là lần thứ ba mà cả nước chúng ta đấy tổ chức bầu cử 4 cấp đấy, trong cùng một ngày, trong cùng một thời điểm. Về cái công tác triển khai cái công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hưng Yên thì có thể nói là rất đầy đủ, rất chu đáo. Tất cả các nội dung từ cái công tác cái chỉ đạo lãnh đạo rồi chuẩn bị ban hành các cái văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương, rồi tổ chức tập huấn hướng dẫn các cái công tác liên quan đến cái nghiệp vụ bầu cử cũng như là công tác chỉ đạo. Công tác hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 thì chúng ta cũng đã làm là đúng luật, đúng trình tự, đúng người, đúng thời hạn, được cái đồng thuận 100% cả hội nghị lần thứ nhất và lần thứ hai. Thì đấy là một cái sự cố gắng rất lớn. Các ứng cử viên ấy, để đưa ra được giới thiệu thì có thể nói về cơ bản là bảo đảm tiêu chuẩn, này, điều kiện của cái ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và đây là cái thực sự mà để cho cử tri có cái điều kiện để lựa chọn bầu được những cái người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình ở các cái cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của chúng ta. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hưng Yên phải xây dựng các phương án bảo đảm nhằm phục vụ tốt cho cuộc bầu cử cũng như phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung triển khai việc thành lập các tổ bầu cử, lập danh sách cử tri, lập và công bố danh sách người ứng cử, chuẩn bị các điểm bầu cử và niêm yết danh sách, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, hướng dẫn chặt chẽ, đúng quy định đối với các trường hợp tự ứng cử, bảo đảm cơ cấu theo quy định, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong bầu cử.
Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt của bầu cử theo đúng luật định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường chỉ đạo đi đôi với việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương để kịp thời giải quyết tồn tại ở cơ sở theo quy định để góp phần cùng cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.